Hello, xin chào tất cả quý cô chú anh chị nhà đầu tư. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam và quay trở lại với video phân tích thị trường cũng như là nhận định cổ phiếu của em Bull hàng ngày và lúc sau phiên giao dịch mọi người nhé. Và với cái chủ đề ngày hôm nay, em Bull có tranh thủ làm cho cả nhà một cái video về săn tìm siêu cổ và cơ hội đầu tư cổ phiếu. Và cái cổ phiếu hôm nay em muốn giới thiệu cho cả nhà đó chính là một cổ phiếu mà có bắt đầu bằng chữ V. Thì lát nữa em sẽ bật mí cổ phiếu này đó, thuộc nhóm chứng khoán nhé mọi người đó, thuộc nhóm chứng khoán và bắt đầu bằng chữ V đó, thì cả nhà có thể là đoán trước cổ phiếu ở phía bên giữa phần bình luận nhé, để xem lát nữa có quý anh chị nào đoán trúng không ha. Rồi nếu như cả nhà mà có yêu thích em Bull cũng như là có muốn là có thêm các cái nhận định về thị trường cũng như là các cái mã cổ phiếu tốt, các mã cổ phiếu mà có được các cái mức kỳ vọng cao, thì cả nhà có thể là về với đồ của em Bull bằng cách đó chính là quý anh chị mở tài khoản tại công ty chứng khoán SSI với một cái ID là I610025 nha mọi người, để em có thể là hỗ trợ cả nhà một cách đầu tư nó tốt nhất. Ngoài ra nữa thì quý anh chị có thể quét ngay vào mã QR ở góc bên trái màn hình để Bull có thể là hỗ trợ cả nhà trong cái việc là lên các chiến lược đầu tư cũng như là lên các cái kế hoạch để giúp chúng ta có được cái kỳ vọng cũng như là một cái danh mục đầu tư nó tốt nhất nha mọi người. Đó, số điện thoại của em Bull là 0888381802. Quý anh chị nào cần liên hệ tư vấn danh mục 11, khuyến nghị tư vấn cổ phiếu, cả nhà cứ nhắn tin trực tiếp cho em. Em sẽ hỗ trợ cho mọi người lên cho mình một cái danh mục tốt cũng như là một cái những cái tư vấn làm sao cho hiệu quả nhất nhé cả nhà. Đó. Rồi thì trước khi bắt đầu vào video thì cả nhà nhớ để lại lượt like cũng như là những lượt chia sẻ cho em Bull để giúp video này có thể tiếp cận đến nhiều quý anh chị hơn nữa, và các cái động lực để em Bull có thể là tiếp tục ra những cái video để phục vụ cả nhà, giúp cho mọi người có thể nhiều góc nhìn nha. Thì đầu tiên trước khi đi vào nói về cái cổ phiếu V hỏi chấm này của em ngày hôm nay, thì em sẽ đi phân tích qua về thị trường để giúp cho cả nhà có thêm nhiều cái góc nhìn nhất nha mọi người. Hôm nay thì chỉ số của chúng ta kết phiên là 1279.77 điểm và giảm 5.69 điểm, tương ứng mức giảm 0.44%. Cũng giảm khá khá, nhưng nếu như cả nhà có để ý thì hôm nay thì chiều của chúng ta giảm vào cuối phiên, đặc biệt là giai đoạn 15 phút cuối và trong phiên ATC quý chị nhé. Cái mức giảm nó rất là lớn, và ngoài ra nữa thì thanh khoản của thị trường thì phần lớn nó cũng đến vào cái phiên ATC quý chị. Khi mà thanh khoản thị trường hôm nay kết phiên ở 14.347 tỷ đồng ha. Cũng tương đối là thấp, và tổng khối lượng giao dịch chỉ có 622 triệu cổ phiếu. Thị trường thì có 287 cổ phiếu giảm giá, 99 cổ phiếu tăng giá và 46 cổ phiếu tham chiếu. Về tác động thì index thì hôm nay chúng ta thấy cái sự tăng điểm rất tích cực đến từ nhóm cổ phiếu hỏi nhà Vingroup ha, rất đầu chính là cổ phiếu Vinhome với cái mức tăng là 5.64%. Đây là cổ phiếu mà em đã khuyến nghị cho cả nhà rất nhiều ở vùng giá 41, thậm chí là 43 vẫn khuyến nghị quý anh chị mua được nhá. Tiếp theo là những cổ phiếu như VRE chẳng hạn, EIB, VIX, PV Bank, BMP, GEX và CMG ha. Ở chiều giảm điểm thì hôm nay nhóm ngân hàng nhóm tác động chính đến chỉ số, với các cổ phiếu ngân hàng giảm tương đối mạnh như CTG, BID, GVR, Vietcombank, FPT, Techcombank, ACB và HPG. Nước ngoài ngày hôm nay thì họ bán dòng 270 tỷ đồng. Trong khi đó thì nếu như mọi người có theo dõi em Bull là kết phiên sáng, nước ngoài còn đang mua dòng là 70 tỷ nha mọi người. Mua dòng là 70 tỷ thì đến kết phiên buổi chiều thì đã quay sang bán dòng 270 tỷ đồng. Và đây là phiên bán dòng thứ 7 liên tiếp của khối ngoại. Gọi là hơn một tuần vừa rồi là chỉ bán dòng từ ngày 11 tháng 10 đến bây giờ. Tập trung bán dòng là STB, FPT, HPG, SSI, TCH, MSB, Vietcombank, KDH và rất nhiều các cổ phiếu khác. Nhưng có quay trở lại mua dòng một số cổ phiếu bất động sản như Vinhome, Đất Xanh, một số cổ phiếu bán lẻ như Masan, CMG, các cổ phiếu ngân hàng như EIB, VPBank, bán lẻ có VRE ha. Rồi, tự doanh thì hiện tại chưa có số liệu nhưng mà chúng ta sẽ cập nhật. Em sẽ cố gắng là cập nhật cho quý anh chị trong nhóm nhé. Mọi người muốn tham gia nhóm thì có thể quét mã QR ở góc bên trái màn hình. Đó là các cái thông tin cơ bản về thị trường. Hôm nay nổi bật nhất thì chúng ta còn có cổ phiếu EIB ha, với mức tăng trần quý anh chị
tăng kịch chân luôn, kịch biến độ với giá là 20.8 nha. Đó, cũng rất là tốt. Tuần này anh Mượt lái cũng tương đối khét ha. Và nhóm giảm điểm chính ngày hôm nay thì chắc được kể đến đó chính là nhóm chứng khoán và nhóm ngân hàng. Các cổ phiếu chứng khoán giảm mạnh chúng ta có HCM, SSI, VCI, ORS. ORS mặc dù tháng còn tăng hơn 2% nha, nhưng em cũng báo với anh chị là chốt tương đối rồi đấy. À, vì đấy là một mã đánh ngắn mà. VDS, tiếp theo nữa là FTS này, CTS này, đúng không? Giảm cũng rất là mạnh. Ngoài ra thì một số cổ phiếu bất động sản và một số cổ phiếu riêng lệ khác cũng giảm tương đối, như TCH này, VOT này, đúng không? À, giảm sàn luôn, VOT chúng ta giảm sàn luôn anh chị. À, tiếp theo là có PAN này, đúng không? Có PLX này, sao gần đây là giảm tương đối mạnh. Đó thì đó là những cổ phiếu giảm chính trong ngày hôm nay. Một số thông tin mà liên quan đến vĩ mô nữa thì hôm nay chúng ta có một số thông tin tương đối là quan trọng, đó chính là thứ nhất là hôm nay là Quốc hội đã bầu đại tướng Lương Cường là giữ chức chủ tịch nước mọi người nhá. À, bầu chủ tịch nước là đại tướng Lương Cường. À, chức cũ thì đó chính là bộ trưởng bộ quốc phòng đấy quý chị ha. Bây giờ sau khi làm trưởng ban được bầu làm chủ tịch nước quý anh chị chính thức vào ngày hôm nay. Đó. Ngoài ra nữa thì cũng có một cái thông tin tương đối là đáng chú ý trong ngày hôm nay thì đó là Ngân hàng Nhà nước nha đã hút dòng 21.000 tỷ đồng tín phiếu trong phiên ngày 21 tháng 10. Với cái lợi suất hút tín phiếu đó chính là 3,74%. Đó. Và có kỳ hạn là 14 ngày nha mọi người. Kỳ hạn 14 ngày. Giá trị là 3.900 tỷ đồng. À đây là hút 21.000 tỷ nhưng là tổng quý chị nhá, tổng từ tuần trước đến bây giờ. Tuần trước lại hút dòng là 17.000 tỷ. Đó, sáng tuần này là hút dòng tiếp 3.900 tỷ đồng. Lãi suất là 3.74% ha. Và kỳ hạn là 14 ngày. Đó. Với lô tín phiếu là kỳ hạn 28 ngày thì hút dòng 17.705 tỷ đồng. Lãi suất phát hành là 4% một năm và có 12.12 thành viên tham gia, tổng hút dòng 21.650 tỷ nha. Còn trước đó vào phiên ngày 18 tháng 10 thì đã tiến hành hút dòng là 12.300 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 14 ngày là 4.400 tỷ và kỳ hạn 28 ngày là 7.900 tỷ nha mọi người. Đó, thì đây là những cái thông tin đáng chú ý. Thì có một số quý anh chị cũng có đặt câu hỏi đó là việc mà nhà nước hút dòng như thế này nó có ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán không. Tất nhiên là với ngày hôm nay thì nó sẽ ảnh hưởng rồi. Mọi người thấy nó phản ánh trực tiếp vào giá khi mà các cổ phiếu nha, thuộc nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán đúng không? Bị điều chỉnh tương đối mạnh. Nhưng em nghĩ là với cái kỳ hạn khoảng 2 tuần thì nó sẽ không quá ảnh hưởng mọi người nhé. Nó sẽ không quá ảnh hưởng với kỳ hạn khoảng 2 tuần. Vì là mọi người nhớ là thực ra là các cái cổ phiếu nhóm chứng khoán thì nó vẫn còn cái dư địa cuối tháng. Khi mà chúng ta có những cái tin tức liên quan đến việc là giao dịch ký quỹ của nước ngoài nha mọi người. Đó. Và ngày hôm nay thì cái mã cổ phiếu mà em khuyến nghị đến cho cả nhà nó cũng là một mã cổ phiếu thuộc lĩnh vực chứng khoán nha mọi người. Đó, đó là một mã thuộc lĩnh vực chứng khoán. Thì đó là mã nào thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà thông qua các cái thông tin cơ bản mà em có tập hợp được nha mọi người. Đó. Thì đấy chính là công ty chứng khoán VCI chị, nha. Chứng khoán VCI với hai cái tin tức chính mà đầu tiên muốn cập nhật cho cả nhà đó chính là việc chứng khoán Vietcap thì vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 với cái mức lợi nhuận cực kỳ tốt. Quý vị, lợi nhuận cực kỳ tốt, doanh thu thì đạt 974 tỷ đồng, tăng 46,15% và đến từ hoạt động từ doanh thì bán lại các cái tài sản tài chính. Mọi người nhá, đã lại đến 537 tỷ đồng từ lãi từ các cái bán tài sản tài chính quý vị. Đó, chốt lời tương đối kinh ha. Lũy kế thì 9 tháng Vietcap là báo lãi trước thuế là 836 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ và vượt 19% kế hoạch của năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 692 tỷ đồng, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì đây là một trong 5 doanh nghiệp mà có cái báo cáo tài chính tính đến thời điểm hiện tại vượt qua kế hoạch năm. Một trong 5 doanh nghiệp bao gồm TCBS, VCI, ORS, VDS và FTS quý anh chị nha, một trong 5 công ty chứng khoán. Thì cá nhân em thì em chọn cổ phiếu VCI quý anh chị. Nó một phần vì cái lợi nhuận của nó tăng rất tốt. Đó quý anh chị nha, tăng rất tốt, vượt đến tầm vượt đến 5% kế hoạch năm. À đâu, vượt
đến 19% kế hoạch năm quý anh chị nha. Thì đấy là một tăng, một cái mức tăng tương đối là mạnh đấy. Trong khi các cái doanh nghiệp khác quý anh chị thấy nó chỉ tăng, nó chỉ vượt được khoảng 10%, 5%, trong khi đó VCI vượt đến gần 20%, 19% nha mọi người. Thì em đánh giá rất cao cổ phiếu VCI này. Ngoài ra nữa thì mọi người có thể biết được là cái danh mục tự doanh VCI cũng rất là tốt, đúng không? Thì có thể đây cũng là một trong những cái tin tích cực mà cả nhà có thể là chú ý nhá. Thì đó là về mặt cơ bản. Mặt cơ bản thứ hai nữa đó chính là Vietcap là một cái doanh nghiệp, nếu như quý anh chị mà có cập nhật trong đợt vừa rồi thì cái thị phần môi giới quý anh chị, thị phần môi giới của Vietcap nó tăng lên đến top 4 nhá. Một cái doanh nghiệp đang từ top 6 về cái thị phần môi giới thì trong cái quý 3 vừa rồi đã tăng lên top 4 quý anh chị nhá. Chứng tỏ là cái việc là doanh nghiệp đang có cái việc là hoạt động về cái mảng tư vấn đang cực kỳ tốt quý anh chị. Đây là một doanh nghiệp mà tập trung chính vào lĩnh vực tư doanh và lĩnh vực làm deal quý anh chị. Làm deal á, có nghĩa là hỗ trợ các cái doanh nghiệp niêm yết cũng như là phát hành cổ phiếu. Vậy nên là thì phần tăng thì nó cũng đến từ cái việc đó quý anh chị, chứ không hẳn là VCI ấy họ có cái lượng khách hàng cá nhân nhiều đâu nhá. Lượng khách hàng cá nhân của VCI nó không quá nhiều. Tất nhiên là có nhưng mà nó không nhiều thôi. Và nó tập trung chính vào việc là làm deal, làm các cái thương vụ là chuyển sàn này, niêm yết này, nhá, IPO quý anh chị. Và sắp tới quý anh chị, như em đã từng dự báo cho cả nhà là trong năm 2025 thì các cái thương vụ IPO, các cái thương vụ niêm yết sẽ rất nhiều. Từ đó có thể giúp cho tăng cái thị phần môi giới của VCI cũng như là giúp cho doanh nghiệp có cái nguồn thu nó tốt hơn quý anh chị nhá. Quý anh chị nên nhớ là làm deal quý anh chị không có nghĩa là không cho vay margin được đâu. Làm deal có thể vay được margin rất nhiều quý anh chị. Rất nhiều các cái doanh nghiệp người ta cần phát hành, người ta cần đầu tư cổ phiếu, người ta vay margin rất mạnh quý anh chị nhá. Thế nên là có thể kỳ vọng được vào VCI. Thì đó là về mặt cơ bản có hai yếu tố chính. Và đến cái mặt thứ ba nữa đó chính là về mặt kỹ thuật, thì em sẽ phân tích nó trên đồ thị để giúp cho cả nhà có cái góc nhìn là tốt hơn nha mọi người. Đó thì đây là đồ thị của cổ phiếu VCI này, em mở cho cả nhà. Đó. Thì đối với đồ thị này của VCI thì em đã thấy cái cơ hội rất lớn. Và cá nhân em là một nhà đầu tư VCI, em có tham gia VCI từ vùng giá 34.x ở bên dưới đây. Và thực ra giá trung bình sau các lần mua thì hiện tại là 34.x. Và với cái giá mua này em rất kỳ vọng là VCI sẽ tiếp tục có những cái pha điều chỉnh tiếp để về lại những cái vùng mua đẹp ở bên dưới nha mọi người. Đó. Đấy cũng là cổ phiếu em rất đáng kỳ vọng, và mọi người có thể thấy là hiện tại giá đang trong cái xu hướng giảm, nhưng nó giảm về gần hỗ trợ thì nó lại là cơ hội cho chúng ta tham gia đầu tư. Và cái hỗ trợ của VCI nằm ở đâu? Thì hiện tại cái hỗ trợ VCI đang nằm ở quanh giá 34.75 cho đến giá 35.3 quý anh chị. Chúng ta có một cái biến độ khoảng 500 đồng. Thì trong cái biến độ đó quý anh chị có thể thoải mái trong cái việc giải ngân mua. Và thứ hai nữa là gì? Cái chỉ số đánh giá tâm lý của VCI nó đang hướng về những cái vùng bi quan. Vậy nên là nếu trên cái chặng đường nó xuống đến đó thì khi nó chạm về vùng 34.x, 35.3 nó về lại cái vùng bi quan nó là vừa đẹp. Thì thường ở những cái vùng bi quan này là nhà đầu tư không có mong muốn nắm giữ nữa. Nhưng được cái hay đó chính là gì? Về bi quan nhưng lại là về hỗ trợ luôn. Thì đây là một cái trạng thái cực kỳ đẹp, nó giống như cái đoạn trước này, nó giống như cái đoạn 20 tháng 9, mọi người nhá, giống đoạn 20 tháng 9 khi giá cổ phiếu về đến tận vùng bi quan nhưng ở bên dưới thì lại có hỗ trợ, không phải hỗ trợ daily nữa mà hỗ trợ tuần, thành thử ra là cổ phiếu bật tăng rất tốt. Và đợt đó em có khuyến nghị quý chị mua VCI rất nhiều, đúng không? Đó. Đợt đó khuyến nghị quý chị mua VCI cực kỳ nhiều luôn. Và nếu như quý anh chị nào mà có mua VCI thì em đi tính đến ngày hôm nay, mặc dù có điều chỉnh giảm thì cái lợi nhuận của chúng ta nó vẫn đang giữ được ở cái mức là rơi vào khoảng 8% quý anh chị, 7-8% gì đó nha. Còn tùy vị thế của quý anh chị. Thì mặc dù là đang chiều giảm nhưng mà em vẫn tích cực, và nếu như ngày mai nó có tiếp tục giảm thì cái điểm mua của em bull khuyến nghị cả nhà nó sẽ nằm ở 34.8 cho đến giá 35.3. Tất nhiên là mọi người nếu có đánh quen con VCI này thì chúng ta biết, đúng không? Con này nó thường phản ứng không tốt với giao găm, và về đến giao găm nó thường có những cái lực xuyên qua rất là nhẹ nhàng quý chị nhá. Thì em đánh giá là với cái trạng thái này thì có thể là VCI nó sẽ nhúng xuống sâu hơn một chút, đầu đó quanh giá 34.x thì đấy sẽ là cái vùng mua đẹp cho cả nhà. Và ngày hôm nay chính thức khuyến nghị mọi người có thể là canh
tham gia cổ phiếu VCI trong cái biến độ nha mọi người, trong cái biến độ. Nếu muốn, nếu như cả nhà mà có muốn biết lúc nào em Bùn tham gia thì cả nhà có thể là về với đồ của em Bùn ha, để em có thể là báo cho cả nhà khi nào mà em tham gia mua với cổ phiếu VCI đây ha. Giá mua nằm ở 34.75 cho đến 35.3 cho cái biến này nha mọi người nha. Đó thì đây mọi người để chú ý cái biến này em vẽ cho cả nhà, kết hợp giữa hai chỉ báo đó chính là tâm lý PC Index và USD Index nha. Nếu nó về đến 25 thì cùng lúc đó là nó đổ stress của nó lên đến mức gọi là cung cực luôn rồi. Nhà đầu tư đang rất là stress với cổ phiếu, nhưng những cái lúc stress như vậy thì nó lại là cơ hội cho quý chị để có thể tham gia đầu tư ha. Vậy để lại em rất mong là cả nhà không nên bỏ lỡ cái cơ hội đầu tư với cổ phiếu VCI này. Nếu như quý chị mà đang cần người tư vấn đồng hành để có thể là có cái điểm mua VCI nó tốt nhất thì cả nhà có thể về với đồ của em Bùn để em hỗ trợ mọi người tham gia và có những cái điểm mua tốt với VCI nhá. Đó, đoạn trước em đã tham gia và đến hiện tại em vẫn đang nắm giữ và sắp tới em sẽ mua gia tăng. Vậy nên là để có thể là tham gia một chặng đường dài cùng em Bùn thì rất mong cả nhà có thể là về với đồ của em Bùn bằng cách đó chính là mở tài khoản tại công ty chứng khoán SSI với cái ID là I610025 để em hỗ trợ cho quý anh chị đầu tư cũng như là giúp cho mọi người có những cái điểm mua cổ phiếu tốt nhất, hỗ trợ quý anh chị cơ cấu danh mục trong những cái lúc mà thị trường khó khăn nha mọi người. Rồi, xin một lần cuối xin chào tất cả quý anh chị và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của em Bùn ha. Đừng quên chúng ta sẽ có một cổ phiếu đáng để chú ý đó chính là VCI, và để có thể là nhá cho mọi người một chút cái kỳ vọng về lợi nhuận đi. Thì nếu mà mua ở vùng này thì em Bùn kỳ vọng nó sẽ lên lại vùng giá 39 thậm chí là 40 quý anh chị nha, thậm chí là 40. Vậy nên là cả nhà cứ yên tâm trong cái nhịp này ha. VCI cái dư địa tăng của nó còn rất nhiều nên quý anh chị không phải lo lắng gì hết nhá. Đó. Rồi xin chào quý anh chị và chúc quý anh chị sẽ có thật nhiều những điều đầu tư thành công và thắng lợi. Đừng quên về với đồ của em Bùn để được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình nhất nha mọi người. Bye bye.